Hello, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với game One Root nha mọi người. Thì hôm nay game nó đã up rồi mọi người ạ. À. Thì game up nó sẽ có cái gì mới để hôm nay mình cập nhật cho các bạn luôn ha. Thì game mới nó up về cái raid, cái sự kiện của cái trứng phục sinh. Thì đầu tiên ra up có gì để mình sẽ cho các bạn xem nha. 10 kỳ hả? Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Đó. Thì nó up cái gì đây mình sẽ nó vô rồi. Mình vừa vô mình vừa đi mình vừa nói chuyện luôn nha mọi người. Đầu tiên thì đây là Rai. Rai này thì mấy ông trong đây nó sẽ rớt một cái búa. Thì update thì nó bao gồm có một cái búa. Đây cái búa của con này đang cầm và đồ khá là nhiều. Và cái Rai và cái update này cài khá là cực nha mọi người. Update này cảm giác là cài khá là cực nha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đánh cái con này. Con này thì nó sẽ rớt cái búa này đang cầm đó mọi người. Đó, và trứng này mọi người thấy không, trứng khá là nhiều luôn, nhưng mà như thế này thì mọi người thấy vậy nhiều vậy nhưng mà thực sự rất là bình thường mọi người ạ. À. Mọi người thấy vậy nó rất là bình thường, hiện tại thì mình đang bị lỗi từ lay học may hết mọi người ạ. À. Mọi người cần rất là nhiều trứng luôn, đây trong đây mọi người nhìn nè, mọi người có thể dùng 50 cái trứng thường để mọi người đổi cái này, hoặc là dùng 50 cái trứng bự này để đổi cái trứng này, hoặc 50 cái trứng này để đổi cái trứng này. Đồ thì chúng ta sẽ có một xét, hai xét, ba xét, bốn xét, năm xét, sáu xét, sáu xét đồ nha mọi người. Thì không biết là đồ thì cái này thì mình chưa tham khảo mấy đứa này, không biết là đồ là đổi gọi là nó giống nhau hay nó khác nhau mình cũng chưa biết nữa mọi người à, để có gì mình hỏi từ đó. Đồ nó búp giống nhau hay khác nhau, không biết là đồ nó búp khác nhau hay giống nhau, nhưng mà nếu như mà nó búp khác nhau á mình cần phải lấy full bộ đồ, full hết tất cả các item cho mọi người thì sẽ rất là gọi là tốn thời gian kinh khủng lắm ấy nha. Từ từ anh hả, rồi sao mình không vô luôn, rồi lắc luôn, rồi lắc rồi, ảo thật đấy. Nó hiện tại nó đang gặp vấn đề là nó cứ hay lắc ra vậy mọi người à. Đồ đây thì mọi người sẽ có chưa vui xét chưa biết hả. Đồ á mọi người đổi mọi người phải cài khá là nhiều, mọi người nhìn nè, một món 1.500, 1.500, 1.500 là một món nha. Ví dụ như mọi người đổi set cuối cùng này đi là mọi người phải tốn là 3.000, 3.000, 4.500 trứng. Ồ cái gì mà tôi không hiểu luôn á, gì mà mọi người gọi là tốn thời gian cài rất là kinh luôn á. Nhưng mà được một cái là mấy ông đi ra thì nó trứng nó sẽ nhiều, còn mấy ông không đi ra thì tốn trứng rất là nhiều nha mọi người, phải gọi là cài trứng á. Tôi còn mấy kỳ nè, còn mấy kỳ nè đấy. Bây giờ mình vô mình đi nốt mấy kỳ này coi thử có ra cái búa hay không nhé mọi người, còn không thì mình sẽ làm một cái video riêng về làm kiếm cái búa. Còn cái chủ yếu cái clip này là cho mọi người coi update. Bây giờ tôi đi ra một xíu ha. Đấy, còn quên nữa, mọi người có thể kiếm trứng bằng cách là mọi người đánh quái ở ngoài nha. Đây mọi người đánh quái ở ngoài thì nó sẽ rớt trứng nha mọi người. Ngoài ngoài nó sẽ rất cứng nha. Đó là mọi người cài trứng thì cũng đơn giản lắm, không có quá khó đâu. À, bây giờ chúng ta sẽ vô chúng ta đi ra nha mọi người. Rai này nó đang bị lỗi vô, nhiều khi nó không vô được game đó mọi người ạ. À. Nó vô không vô được rai nữa. Trứng thì mình nghĩ là mấy bạn đi rai thì mấy bạn nên kiếm cho mình cái búa thôi. Còn nếu mà trứng thì mấy ông nên gọi là tiếng game nó to ác vậy. Tiếng game nó to ác mọi người thấy không, trứng như là như này nhưng mà chả lắm thế đâu mọi người à, chúng ta phải cài cuốc trứng khá là nhiều á. Bây giờ cho nó reset đi, mình cũng không biết nữa. Đó, mọi người mình còn bao nhiêu kia để mình đi hết luôn, coi thử có ra cái búa không nha mọi người, cái búa không để mình mở thử coi mình có bị lỗi không vô được không nha mọi người. À không 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 lỗi, không lỗi, vô rồi, đỡ quá đỡ quá. Tôi còn mấy cây kia để tôi đi nó luôn, xong rồi đi ké, xong rồi coi như là cái raid này thì nó chia như là một cái lần update này chỉ vậy thôi mọi người, nhưng mà nó sẽ tốn thời gian của mọi người khá là nhiều quá. Tại nếu mà đổi full hết tất cả các đồ luôn á thì mọi người nhìn cái số lượng trứng mà chúng ta cần phải bỏ ra á, nghĩ chắc là phải cắm cuốc 3-4 ngày thời mai á. Cái trái này nó đánh nó ồn quá mọi người ạ. À.
Giờ mình đi mấy rai coi coi nó có hết hay không nhá. Cũng được chứ, cũng ra một đống đồ chứ. Ok, tiếp 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 tiếp. Không biết là để coi thử coi chúng ta đi hết bao nhiêu đai kỳ thì chúng ta có ra được cái búa hay không. Còn update thì nó chỉ thế thôi mọi người, rất là đơn giản thôi, chả có gì khó hết. Quan trọng là nhân phẩm của mọi người tới đâu thôi. Mà tôi cũng đang, tôi đang bị lỗi tộc tài lai không bay hết mọi người. Game thì nó đang cho này, cho đại quýnh đi. Rồi không ra cái gì luôn mọi người. Cái búa rồi, nghe có vẻ hơi khó nha. Rồi tiếp. Tôi còn mấy key tôi đi hết luôn các mọi người ơi. Tôi còn mấy key ta. Cái key là cái hình cái kem á mọi người. Còn 8 key nè, 8 key nè. Đi cho nó luôn. Chắc đại nó mở rồi. Nhưng mà từ từ đã, từ từ hãy vô mọi người. Cho thằng đại vô trước, mình đi vô sau. Nó không bị lag. À, còn hông này nó bị lag không có vô được mọi người ạ. Game này mệt ghê luôn á, nó cứ lag tới lag lui à. Đẹp. Ra cái búa rồi, cái búa đỡ 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 phía clip sau cài rồi. Tôi không thấy code mới mọi người ơi. Thường là nó sẽ có code mới nữa nhưng mà cái kỳ này tôi chả thấy code mới mọi người ạ. Mình nghĩ là đi để kiếm cái búa thôi. Còn nếu mà mọi người muốn kiếm trứng để đổi thì mọi người sẽ rai, nó sẽ đi gọi là cài quái ở ngoài nó sẽ dễ hơn nha. Cài quái ở ngoài nó sẽ dễ hơn là mọi người đi rai trong đây. Mọi người đi rai trong đây cảm giác nó hơi khó ra trứng nhiều, với lại trứng mọi người phải để dành nữa. Trứng mọi người phải để dành nữa chứ, một cái kỳ là 50 cái trứng rồi. Cái kỳ này ốp đi ngủ rồi, ok. Tại nó hết kỳ này nó ốp đi ngủ, còn mình tôi đi nốt kỳ của tôi luôn mọi người. Mấy kỳ đi lẹ lắm. Con boss thì 300 tỷ máu thì giờ mấy ông mạnh hết rồi. 300 tỷ máu quánh cái nhẹ là quá nó đi á mà. Khá là đơn giản. Tính ra đi một lần vậy nó cũng lời, nhưng mà lời có 5-6 trứng à mọi người à. Lời mấy trứng khác nữa, nhưng mà mình cảm giác là chúng ta nên gọi là cài ở ngoài nó ngon hơn hồi ban nè. Ok em nhá. Đấy, để còn mình còn mấy kia của mình đi nó luôn nha mọi người. Đi hết cái hai kia bá vô này nữa thôi mình sẽ kết thúc clip. Còn mọi người, mình nghĩ là mọi người nên cài trứng, hay mọi người nên đánh quái ở ngoài. Cài trứng thì nên đánh quái ở ngoài nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Cài trứng thì đánh quái ở ngoài nó sẽ ngon hơn. Còn mọi người đi trong rai mỗi cái kỳ thì mọi người phải đổi là 50 trứng. Cái kỳ là mọi người phải đổi là 50 trứng này, cái trứng này nè. Xong mọi người đi nó trả lời bao nhiêu đâu mọi người, không lời đâu. Nên mình cảm giác là chúng ta nên cài kỳ ở ngoài, cài trứng ở ngoài nó sẽ lời hơn nha mọi người. Tại mình hồi nãy mình vô mình làm cần phải cái búa nên mình mới đi cái này nha mọi người. Còn mấy kỳ gì ta? Cái kỳ gì ta? Chắc là còn mấy kỳ. Còn 7 kỳ à. Cũng khá là nhiều á. 7 kỳ thôi, mình đi nốt thêm 1 kỳ nữa là thôi nha mọi người. Chứ mình cảm giác cái này cũng đâu có gì đâu. Quay cho mọi người xem. Còn cài trứng thì chắc chắn là cài ở ngoài rồi. Cài ở ngoài xong chúng ta lấy đổi đồ. Chứ ai rảnh đâu mà cài bằng cái cách là vô đây đi ra nó sẽ được những cái trứng khác. Nhưng mà nó sẽ thiếu đi cái trứng lúc phi mọi người. Trứng lúc phi cũng cần khá là nhiều á. Nói chung mỗi thứ 1.500. Mỗi thứ 1.500 để mình thử, mình treo nguyên một đêm thử coi mình được sẽ được bao nhiêu trứng. Nếu mà mình được nhiều thì lúc đó chúng ta không cần
Nếu mà được ít á thì mình sẽ đi ride, còn nếu mà nó được nhiều á thì thôi chúng ta không đi ride. Đấy, vừa qua xếp lại thì nó cũng thế. Rồi, ố được ba mươi mấy, nhưng mà đó mọi người thấy không, lỗ rồi. Nhưng mà chắc là mình cũng sẽ kết thúc cái clip này tại đây thôi mọi người, để mình đi mình kiếm cái cây búa. Video sau thì mình ráng mình kiếm cây búa, mình review cây búa hoặc là làm clip tìm cây búa cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người video sau nha, bye bye.